Tô Nguyên và Đào Duy. Xin kính chào quý khán giờ đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Đào Duy, anh Khôi Nguyên cũng như là ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời kính chúc đến với tất cả quý thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục. Kính chúc quý thầy cô sẽ luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn nhiệt huyết với công việc của mình. Là ngày tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo nên bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người thầy giáo rất thầm lặng. Thầy không cầm phấn đứng trên bục giảng như những thầy cô khác, mà thay vào đó thầy cầm tu viết. Và thưa quý vị, xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với Đào Duy và Khôi Nguyên xuyên suốt chương trình hôm nay để cùng theo dõi câu chuyện về người thầy đặc biệt này. Ngoài ra, trong bản tin sẽ còn có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mãn nhãn với hàng trăm sản phẩm được làm từ cây dừa. Chui xuống hầm tàu cá, 4 ngư dân tử vong, 1 ngư dân nguy kịch. Liên tục những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra tại Hà Nội và Tiền Giang. Đến bệnh viện chờ sinh, con chết, mẹ nguy kịch. Thưa quý vị, một tàu cá Hàn Quốc 29 tấn đã bốc cháy ngoài khơi đảo Jeju sáng qua. Trên tàu gồm có 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Hiện một người đã chết và 11 người mất tích, trong đó có 6 thuyền viên Việt Nam. Các thuyền viên Việt Nam mất tích gồm Nguyễn Văn Công 32 tuổi, Nguyễn Ngọc Lợi 24 tuổi, Nguyễn Tiến Ninh 32 tuổi, Nguyễn Văn Thủy 25 tuổi, Nguyễn Văn Phúc 31 tuổi và Nguyễn Văn Viễn 45 tuổi. Phía Hàn Quốc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan huy động mọi phương tiện cho công tác tìm kiếm và cứu hộ. Về phía Cục Quản lý Lao động ngoài nước cũng đã có công văn chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình người lao động để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý các công việc tiếp theo liên quan đến sự việc này. Thưa quý vị, một sự việc hết sức thương tâm mà chúng tôi vừa tiếp nhận từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Trong lúc chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá, 5 thuyền viên trên tàu cá ở Kiên Giang đã không may bị ngạt khí. Được biết hầm cá này đã được đánh bắt và dự trữ nhiều ngày trên biển và đang trên đường vào đất liền. Hiện đã có 4 thuyền viên tử vong, 1 thuyền viên còn lại đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch. Sau đây là những hình ảnh phóng viên chương trình thường trú tại Kiên Giang đã ghi nhận được. Thông tin từ đồn biên phòng Tây Yên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày 19 tháng 11, đơn vị nhận được yêu cầu cứu hộ tàu cá KR95195TS do ông Nguyễn Văn Dư ở phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ. Trong lúc tàu di chuyển vào bờ, có 5 thuyền viên chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá và bị ngạt khí. Đến 10 giờ cùng ngày, 5 nạn nhân bị nạn được lực lượng bộ đội biên phòng đưa vào đất liền. Tuy nhiên, 2 trong số 5 nạn nhân trên đã tử vong, 3 người còn lại trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Đến tối cùng ngày thì đã có thêm 2 người nữa không qua khỏi. 4 nạn nhân đã tử vong là Nguyễn Văn Đen, 41 tuổi, ngụ ấp Tà Tây, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và 3 người cùng quê huyện Châu Thành, Kiên Giang là Mai Văn Khanh, 46 tuổi, Trương Minh Đức, 28 tuổi, Lê Minh Kiều, 33 tuổi. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp tục cấp cứu cho ngư dân Võ Toàn Em, 19 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị, thuốc diệt cỏ, một loại thuốc cực độc, có không ít trường hợp đã bị ngộ độc do tiếp xúc trực tiếp hoặc do sử dụng các sản phẩm rau, hoa quả còn tồn dư lượng thuốc. Thế nhưng cũng có nhiều người uống loại hóa chất cực độc này để tự tử. Họ tìm đến cái chết bằng vì những lý do rất đơn giản như là mâu thuẫn, buồn chán chuyện gia đình hay là chuyện bản thân. Và liên quan đến vấn nạn này, mới đây tại Cần Thơ, một người phụ nữ vì mâu thuẫn với chồng nên đã nghỉ quẩn rồi pha loại hóa chất cực độc này cho 4 người con uống. Hiện tính mạng của 5 mẹ con ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, 4 cháu QT 11 tuổi, QK 8 tuổi, NH gần 6 tuổi và NT 22 tháng tuổi cùng ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vì bị ngộ độc thuốc trừ cỏ. Hiện tình trạng 4 cháu đã ổn định nhưng phải nằm lại bệnh viện theo dõi trong vài ngày nữa. Riêng mẹ của 4 cháu bé trên là chị QM 32 tuổi, cùng thời điểm trên cũng được gia đình đưa đến cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương, thành phố Cần Thơ cũng do ngộ độc thuốc trừ cỏ. Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng ngày 19 tháng 11, cháu Quy Ca kể là tối hôm xảy ra sự việc, mẹ cháu đã đưa ly nước bò cùng cho 4 anh em cùng uống. Nhưng khi uống vào có vị đắng chứ không ngọt như bình thường. Sau đó 4 cháu có biểu hiện đau bụng, được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn người nhà đang chăm sóc các cháu tại bệnh viện cho biết thời gian gần đây giữa chị M và chồng có xảy ra mâu thuẫn nên xảy ra sự việc trên.
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ. Một sản phụ ở Nghệ An nhập viện chờ sinh con với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh như bao sản phụ khác. Nhưng trong lúc chờ chuyển dạ để sinh thì chị ngất xỉu. Hiện em bé đã tử vong, còn sản phụ vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Sáng nay, ông Nguyễn Sĩ Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, đã có những báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về sự cố y khoa này. Theo báo cáo, khoảng 8 giờ 2 phút sáng ngày 19 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp nhận sản phụ Hồ Thị Mơ sinh năm 1992 ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu nhập viện để sinh con trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đến 12 giờ 40 phút, sản phụ đang rặn đẻ, tiêm thai 110-140 lần mỗi phút. Đầu thai nhi lọt thấp, sản phụ đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Theo báo cáo, sản phụ được chẩn đoán là ngừng tuần hoàn thai 40 tuần, chuyển sinh lần 3, nghi do tắc mạch ối. Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai, nhưng khi lấy thai ra khỏi mẹ, bé trai đã ngừng tuần hoàn và tử vong. Đến 16 giờ 50 phút chiều ngày 19 tháng 11, sản phụ Mơ được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Sáng ngày 20 tháng 11, người thân sản phụ Mơ vẫn đang tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, đề nghị lãnh đạo bệnh viện và bác sĩ kiếp trực trả lời nguyên nhân tử vong của bé trai. Đáng chú ý, báo cáo này chỉ nêu diễn biến sự việc tiếp nhận, thăm khám và quá trình sinh nở của sản phụ, chứ không đề cập đến trách nhiệm của bệnh viện trong việc lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của thai nhi. Chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông. Tối qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn của xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến cho một người phụ nữ nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi tai nạn xảy ra, nam thanh niên có liên quan đến vụ tai nạn đã không sơ cứu nạn nhân mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 11, xe máy mang biển kiểm soát 63B13484 do một phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển. Khi xe đang đi qua đoạn ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, cùng thời điểm một nam thanh niên đang điều khiển xe máy từ một căn nhà ven quốc lộ 1A lao ra đường và va chạm nhau. Cú va chạm khiến hai người cùng phương tiện té ngã xuống đường, người phụ nữ bị thương nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn nam thanh niên nhanh chóng điều khiển xe đi ngược chiều trên quốc lộ 1A rồi băng qua đường theo điểm mở giải phân cách và tiếp tục quẹo vào một con hẻm trên đường. Một nhân chứng phát hiện vụ việc nên đọc lại biển số xe có liên quan mang biển kiểm soát 63B317491. Sau đó thì đội thanh niên tình nguyện huyện Châu Thành đã phát hiện được một chiếc xe đang giấu tại một con hẻm tối cách hiện trường vụ tai nạn gần 500m. Cũng trong sáng nay, một chiếc xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 60 hướng về cầu Rạch Miễu thuộc địa phận của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bất ngờ tông sập mặt tiền của một quán phở, khiến cho chủ quán tử vong ngay tại chỗ. Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên của chương trình đã ghi nhận được từ hiện trường của vụ tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 11. Xe tải biển số 71C06285 do tài xế Trương Lâm Sung, 27 tuổi, ngụ Long An điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 60 theo hướng từ thành phố Mỹ Tho lên cầu Rạch Miễu. Khi đến đoạn thuộc phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xe tải bất ngờ lao vào một quán phở ven đường. Cú tông mạnh khiến phần mặt tiền quán phở bằng bê tông sập hoàn toàn, chủ quán phở tử vong tại chỗ. Phần đầu xe tải bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin, được người dân giải cứu, đưa về công an phường 6 trình báo. Bước đầu nạn nhân tử vong được xác định là bà Đỗ Thị Kim Oanh, 43 tuổi, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Nhận tin báo, công an phường 6 và đội cảnh sát giao thông công an thành phố Mỹ Tho đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, còn đây là những hình ảnh trong vụ tai nạn vừa xảy ra sáng nay tại Hà Nội. Chiếc xe ô tô hạng sang Mercedes do một phụ nữ điều khiển đã bất ngờ tông nhiều xe máy, sau đó bốc cháy dữ dội khiến cho một người tử vong tại chỗ. Nhiều người bị thương và nhiều phương tiện bị cháy trơ khung. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 20 phút sáng nay tại ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh về vụ tai nạn nghiêm trọng này. Sau vụ tai nạn, một chiếc xe máy nằm dưới gầm đầu xe Mercedes và chiếc xe ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và tài xế đã tìm cách dập lửa, nhưng do ngọn lửa ngày càng bùng phát nhanh nên chỉ trong ít phút đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Theo lãnh đạo công an phường Trung Hòa, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, ba xe máy, một xe đạp và một xe ô tô hư hỏng nặng. Khói bốc nghi ngút trên các tuyến Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ. Do tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm gây ùn tắc nghiêm trọng, hai xe chữa cháy và 15 chiến sĩ cứu hỏa công an đã được huy động để chữa cháy, phân luồng giao thông. Nguyên nhân ban đầu được cho là chiếc xe Mercedes vượt đèn đỏ, sau đó đâm vào một chiếc xe máy, kéo chiếc xe máy dưới gầm và tạo ra cháy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Kính thưa quý vị, chấp hành đèn tín hiệu giao thông là điều căn bản nhất mà bất cứ cánh tài xế nào cũng phải biết, dù có điều khiển bất kỳ phương tiện nào. Ấy vậy mà nhiều người vẫn xem thường đèn tín hiệu giao thông và xem đây như là một trò đùa, đèn đỏ cũng mặc kệ, cố nhích thêm chút xíu nữa để vượt qua. Camera nóng đã ghi nhận rất nhiều những vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ nguyên nhân này. Thế nhưng nhiều bạn trẻ vẫn phớt lờ để rồi tiếp tục nhận lấy hậu quả. Và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Vụ việc được cho là xảy ra tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Bình Dương. Chiếc ô tô đang lao đi, bất ngờ gặp hai người đi xe máy đột ngột rẽ trái. Mặc dù lúc này đang có tín hiệu đèn đỏ, hậu quả xảy ra va chạm. Hai người bị tông bay lên cao rồi ngã lăn nhiều vòng. May mắn không bị thương nặng, nhưng đây chính là bài học cho các nạn nhân. Đừng chỉ vì nhanh một giây mà phải chậm cả đoạn đường đời. Tiếp tục chương trình là một tình huống hy hữu đến khó tin vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ 14, hướng đi từ Bình Phước đến Đắk Nông. Đào Duy và quý khán giả nghĩ sao về việc một bánh xe tải bỗng nhiên biết bay? Tôi nghĩ rằng là khi nghe nói đến vấn đề này thì mọi người nghĩ ngay đến những hình ảnh trong phim. Chứ còn bánh xe mà bay kiểu nào thì có lẽ là cũng hơi khó hình dung ạ. Chiếc xe tải mang biển số 48C06030 do tài xế Trần Ngọc Tuấn, 42 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông điều khiển, đi hướng Bình Phước Đắk Nông, bất ngờ bị nổ lớp sau, gãy đinh ốc khiến một bánh xe khác văng ra ngoài lao vào quán tạp hóa bên đường. Camera của tiệm tạp hóa ghi lại cho thấy bánh của chiếc xe văng vào với tốc độ cực mạnh, sượt qua mặt 5 người, cách hai em nhỏ chỉ khoảng 1 mét, những người lớn giật mình lùi lại cách khoảng 2 mét. Chiếc bánh ô tô quẹt qua một xe máy, hút vào một thùng hàng rồi tung vào hai chiếc bàn chất đầy hàng hóa. Sau đó quẹt vào chân của chị Trần Thị Mến, 42 tuổi, văng ra chính giữa tiệm tạp hóa. Rất may chị Mến chỉ bị thương nhẹ, những người may mắn né kịp chỉ một phen hoảng sợ. Quả là một tình huống hy hữu đến thót tim. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến các bác tài, cẩn thận kiểm tra và bảo dưỡng xe thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người thân và những người xung quanh quý vị nha. Thưa quý vị, chạy theo sự phát triển của công nghệ, giờ đây điện thoại đã trở thành một thiết bị thông minh, tiện ích, không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng sử dụng như thế nào cho đúng và không lệ thuộc quá nhiều vào nó là chuyện mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Trong đó phải kể đến rất nhiều trường hợp về sử dụng điện thoại, thiếu quan sát khi lái xe mà người dân đã phải gặp những tai nạn đáng tiếc. Đoạn clip mà camera vừa ghi nhận được sau đây sẽ tiếp tục là hồi chuông cảnh báo. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy mặc dù đang đi trên đường nhưng do mải mê nhìn điện thoại, nam thanh niên này đã tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ đang dừng đổ đèn đỏ. Rất may trong vụ việc, nam thanh niên chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng chiếc xe ô tô bị móp méo hư hỏng phần đuôi. Được biết, vụ việc xảy ra tại ngã tư Tây Sơn, Thái Thịnh, Hà Nội. Quý vị thân mến, sở hữu thân hình đầy gai góc cũng chẳng có lá cành uyển chuyển như bao loại cây khác, nhưng xương rồng vẫn mang một sức hút đặc biệt đối với những ai yêu thích loài cây cảnh. Cây này chịu được sự khô hạn, có một sức sống mãnh liệt nên nhiều người vẫn thường ví von hãy sống như xương rồng mạnh mẽ trước giông bão. Chưa hết, đây còn là một loại cây phong thủy về tâm linh nên hút hàng quanh năm. Để làm phong phú thêm chủng loại cũng như đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thì một nhà vườn tại Sa Đéc đã cất công mang hàng ngàn giống xương rồng ngoại chủ yếu từ Nhật Bản và Thái Lan để thuần chủng và nhân giống tại miền Tây. Với nhiều chủng loại và hình dáng khác nhau, có cây giống đóa hoa, có cây lại bung gai tua tủa. Đây chỉ là một trong số hơn 1.000 giống cây xương rồng ngoại được du nhập vào miền Tây năm nay. Vườn xương rồng đặc biệt này tọa lạc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với tuổi đời hơn chục năm. Là thế hệ thứ hai tiếp nối truyền thống gia đình, anh Trần Kiến Thức cho biết gia đình anh vốn có tình yêu đặc biệt với loại cây gai gốc này. Từ vài chậu ban đầu, sau nhiều năm sưu tầm lai tạo, hiện gia đình anh đang sở hữu hơn 10.000 chậu xương rồng khác nhau với hàng ngàn chủng loại. Xương rồng tại vườn đa phần được sưu tầm từ nhiều nước như châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản. Mới đây, hơn 1.000 chậu xương rồng mới từ Thái Lan đã được gia đình anh cất công mang về để làm phong phú thêm chủng loại, đáp ứng thị hiếu khách hàng ở miền Tây. Nhập về Thái Lan, trông nó rất là xấu nhưng mà sự giá trị nó rất là cao. Đó là những cái gai nó sẽ không có mọc chỉa như cây xương rồng ở Việt Nam mà nó sẽ mọc bâu xuống, nó sẽ hình cái móc câu. Và lúc đầu nhập về thì là rất là khó, tại lý do là các cây thì nằm trong mấy thùng kiện, thành ra mình di chuyển và là nhẹ tay, giống như cái hàng dễ vỡ. Sau khi mình lấy về thì mình sẽ tháo măng keo ra làm từ từ, tại vì trong chổng rất là nhiều cây. Mà trong khi nước nhập về thì nó sẽ có quấn một cái khăn giấy ở trên các cây. Đòi hỏi là mình phải tháo ra là mình phải vô chậu liền. Nếu mà mình vô chậu thì mình sẽ để ở ngoài và tưới cây, phun sương nhẹ.
Hiện nay, xương rồng có khoảng 200.000 loại, nhưng còn phân nhánh, phân dòng, chưa kể dòng lai. Nhưng được trồng phổ biến chủ yếu là xương rồng Chino, Lobivia, Hibernia sao biển, Mamnilaria. Chủ vườn này cho biết, xương rồng có thể nhân giống bằng nhiều cách, từ trồng bằng thân, ghép cây hoặc thụ phấn bằng hạt. Trong đó, gốc ghép chủ yếu là giống xương rồng bình thường, còn cành ghép thường là thuộc giống mới lạ, có giá trị hơn nhằm tạo ra cây mới có màu hoa lạ, khác biệt với cây bố mẹ, đôi khi tạo ra thân lai giữa thân cây này với cây kia, tạo ra một cây xương rồng mới. Và cái khó nhất là khi mà mình lấy cái xương rồng ra, mình sẽ dạt cái đầu mà mình để ghép thêm một cái loại khác ở trên đầu nó thì thành ra một như một cái bông đó, rất là khó. Và hỏi phải là tỉ mỉ, nâng cao tay nghề. Để định giá một cây xương rồng phải dựa vào các tiêu chí như bộ gai đẹp, giống thông thường hay quý hiếm, dễ trồng hay khó trồng. Có những cây chỉ bằng nắm tay nhưng là loại cây do mình tự lai tạo, độc lạ nên giá bán lên đến vài chục triệu đồng là chuyện bình thường. Nét đặc biệt ở cây xương rồng khiến nhiều người đam mê là ở chỗ từ cây đầy gai gốc nhưng lại tỏa ra nét đẹp lạ thường. Nhất là khi xương rồng ra hoa, không chỉ có nhiều màu sắc mà còn có cả hương thơm. Hoa có thể thay đổi màu từ lúc nở tới lúc tàn, khiến nhiều người thích thú. Mặc dù xương rồng là cây chịu hạn tốt, nhưng cũng cần phải có sự chăm sóc cho phù hợp thì cây mới phát triển và có hình dáng như ý muốn. Điểm tương đồng thì nó sẽ là cát và phân và chấu và một số loại phân hỗn hợp khác. Nó sẽ giúp cái cây xương rồng nó sống. Và chủ yếu là do coi phân chứ đừng có để cho cái cây bị úng. Tức nghĩa là mình tưới nước quá nhiều, vừa đủ thôi. Như cả chỗ của em là sẽ phun sương chứ không phải tưới trực tiếp. Và cái khí hậu thì nó không có gọi là khắc nghiệt quá. Tại lý do là ở đây em sẽ làm cái nhà mát. Và thứ hai là em sẽ có một cái dàn phun sương. Thành ra cây nó không có trở nên mà nóng quá, vừa đủ khí hậu, không có trở nên khắc nghiệt. Xương rồng vốn dễ trồng, lại là loại cây phong thủy về tâm linh nên không chỉ hút hàng vào dịp Tết mà có thể bán được quanh năm. Hiện tại mỗi năm khu vườn này cung ứng cho thị trường hàng chục ngàn cây xương rồng khác nhau. Tết Nguyên Đán năm nay, vườn xương rồng này cung ứng khoảng 3.000 chậu, trong đó có rất nhiều giống mới lạ lần đầu tiên xuất hiện tại miền Tây. Hứa hẹn đây sẽ là điểm đến hấp dẫn của nhiều người đam mê cây xương rồng và cũng là nơi cung ứng cây xương rồng làm cảnh cho thương lái từ khắp các nơi trong cả nước. Thưa quý bà con, chẳng phải tự nhiên mà Bến Tre được mệnh danh là xứ dừa. Đến với nơi đây, bà con sẽ được mãn nhãn với hàng trăm sản phẩm được làm từ cây dừa. Có thể nói hiếm có loại cây nào lại hữu dụng đến như vậy. Và việc chiếm 50% diện tích dừa cả nước với gần 72.000 hecta, 163.000 hộ trồng dừa. Từ những sản phẩm dừa truyền thống của Bến Tre như là kẹo dừa, thủ công mỹ nghệ từ dừa, nhiều doanh nghiệp hay các bạn trẻ khởi nghiệp tại Bến Tre đã mạnh dạn dấn thân, sáng tạo, nâng chất lượng, tạo thêm rất nhiều những sản phẩm mới góp phần gia tăng giá trị từ trái dừa. Từ những chiếc gáo dừa thô và mộc mạc qua các công đoạn như thiết kế, vẽ, cắt, mài dũa, như được thổi vào cái hồn mới trong những bức tranh hoa lá hay những bộ trang sức vô cùng bắt mắt. Chủ nhân của sản phẩm độc đáo này là chị Nguyễn Băng Nhi, một người con của vùng đất Bến Tre. Với chuyên ngành thiết kế công nghiệp, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Nhi đã quyết định chuyển hướng khởi nghiệp sang sản xuất và kinh doanh trang sức từ gáo dừa. Tranh ghép gáo dừa rất sáng tạo, mang thương hiệu riêng. Nói chung là cũng em chỉ bắt đầu khoảng một năm nay thôi, thì mẫu của em á, lúc đầu là trang sức dừa, có cái mẫu mã cho nam và nữ, rồi sau đó là từ cái trang sức mới đẩy những cái họa tiết trang sức đó lên thành tranh. Thì cũng không có thông điệp gì lớn lao đâu, chẳng qua là mình làm một phần là cho đam mê của mình, một phần là cũng hy vọng là gửi đến các bạn trẻ có một cái góc nhìn mới lạ về những cái chiếc áo dừa của quê hương. Mộc mạc cá tính đậm chất thời trang, đây chính là điểm nhấn chính của các sản phẩm này. Còn đây là những bức tranh được làm từ giấy dừa vô cùng độc lạ của anh Huỳnh Văn Cường, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tận dụng những phế phẩm từ cây dừa, đó chính là phần bẹ dừa. Từ những tờ giấy dừa được tạo ra hoàn toàn bằng nhũ sợi, cellulo, màu giấy trắng ngà tự nhiên, đậm chất mộc, chàng trai này đã sáng tạo ra cách làm tranh từ giấy dừa vô cùng độc lạ. Với cách làm tranh mới, những sản phẩm của chàng trai xứ dừa đang được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi nét mộc mạc gần gũi và lung linh hơn khi được chiếu sáng dưới ánh đèn.
Bên cạnh những sản phẩm tạo nên từ dừa truyền thống, kẹo dừa, các sản phẩm làm đẹp từ dừa hay thủ công mỹ nghệ chọn cây dừa làm chất liệu, thì năm nay có thêm sản phẩm mới dù chỉ mới ra mắt nhưng rất được khách hàng ưa chuộng. Đó là ống hút được sản xuất bằng công nghệ lên men vi sinh nước dừa, tương tự với quy trình sản xuất thạch dừa thô, nhưng được làm mỏng, quấn định hình, hấp nhiệt để làm khô, cứng. Đặc biệt không cần dùng bất kỳ chất phụ gia nào ngoài phương pháp kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Với ưu điểm không giãn nở, không gãy khi tiếp xúc với thức uống, không biến dạng khi thấm nước trong 3 giờ liền. Sau khi sử dụng, ống hút rất dễ phân hủy sau thời gian 30 ngày, hoặc có thể dùng làm phân hữu cơ cho cây trồng mà không gây ô nhiễm môi trường. Tính đến nay, có hơn 150 sản phẩm được tạo nên từ nguyên liệu dừa, không ngừng cải tiến đáng kể về công dụng, chất lượng và hình thức, mẫu mã, ngày càng bắt kịp với xu hướng thị trường, thị hiếu của khách hàng, qua đó góp phần tăng đáng kể giá trị trái dừa Bến Tre. Thưa quý vị, Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày tôn vinh nghề giáo, những người thầy, người cô đã hết lòng tận tụy vì nhiều thế hệ học sinh, sinh viên thân yêu. Và trong khi các trường học trên cả nước đều đang long trọng tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, nhiều thầy cô giáo được xứng danh hiệu cao quý, thì đâu đó trong cuộc sống vẫn có những thầy cô giáo rất thầm lặng. Vâng thưa quý vị, họ không phải là những người trải qua trường lớp sư phạm, nhưng lại là những người giúp dạy dỗ cho biết bao thế hệ học sinh vươn lên trước những chướng ngại của cuộc sống. Và nhân ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được kể câu chuyện về một người thầy giáo rất thầm lặng. Mỗi ngày, thầy không phải cầm phấn trên bục giảng mà là cầm những tua vít để chỉ dạy cho học trò sửa xe. Nằm ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, hơn 2 năm qua, anh Nguyễn Thanh Tuyến, hay còn được gọi với cái tên Tuyến Điện Cơ, chủ cửa hàng điện cơ ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã tiếp nhận và xem những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt là em út trong gia đình. Tuổi thơ nghèo khó, để có được ngày hôm nay, người đàn ông gốc Đồng Tháp này đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên. Thì ngày xưa anh cũng lớn lên và làm việc cũng rất là vất vả, nên anh thấy bây giờ anh làm ăn và phát triển nghề nghiệp thành công rồi. Mà anh cũng thấy ở ngoài xã hội cũng có một số bạn trẻ có hoàn cảnh rất là khó khăn giống như mình ngày xưa. Nhưng mà lại là phải có kinh tế thì mới được đi học và làm việc. Nên anh nảy sinh một ý tưởng là nhận mấy em đó vào đào tạo miễn phí, tận tâm để cho các em có một cái nghề nghiệp và đỡ vất vả. Chàng trai Lục Thanh Thủy, 19 tuổi, đến từ Lâm Đồng, là một trong số học viên lớp đầu tiên được anh Tuyến chỉ dạy nghề. Cha mẹ Thủy chia tay từ khi anh còn rất nhỏ. Thủy sống với ông bà ngoại. Sau khi học hết cấp 2, Thủy được mẹ gửi vào thành phố Hồ Chí Minh để học nghề. Với Thủy, đây không chỉ là nơi học nghề, làm việc, mà còn như ngôi nhà thứ hai của cậu. Em biết đến lớp học của anh đến từ năm 2016. Em đến đây em được học những ví dụ như sửa máy cầm tay, motor hoặc là những thứ cao cấp hơn như máy hàn điện tử hay là những đồ điện tử. Em cảm thấy rất là may mắn khi được anh đến dạy nghề và nuôi mình. Ước mơ của em sau này em sẽ ước mơ là được mở ra một cửa hàng giống như anh Tuyến và sẽ dạy nghề miễn phí. Ở lớp học này, mỗi học viên đều được anh Tuyến coi như những người anh em trong nhà. Không chỉ dạy nghề, anh Tuyến còn chỉ dạy cách giao tiếp với khách hàng, uốn nắn từ lời ăn tiếng nói. Em học ở đây là được dụng cụ cầm tay, rồi sửa chữa mấy điện dân dụng với motor. Thì em sửa được cái gì thì sửa, còn em không biết cái gì đó thì em hỏi anh Tuyến, Tuyến chỉ dẫn. Từ khi anh Tuyến mở lớp dạy nghề miễn phí, tính đến nay đã có gần 30 người có nơi ăn chốn ở, được học nghề tại cửa hàng. Có những bạn đã cứng cáp, ra nghề, mở tiệm riêng. Ai nấy đều biết ơn anh. Ước mơ của anh trong tương lai là anh muốn mở rộng các cửa hàng của anh, hệ thống của anh khắp các tỉnh thành. Để có điều kiện hơn nữa, anh sẽ giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn để phát triển nghề nghiệp và thành công trong cuộc sống.
Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và thưa quý vị, cho phép Đào Duy xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 097-122-5053. Quý khán giả đừng quên gửi những phản ánh, những ý kiến hay những mô hình độc lạ, những câu chuyện nhân văn giữa cuộc sống đời thường về cho chương trình để bà con miền Tây cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin nóng hổi quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.